Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh về miền Tây Bắc của mình. Hôm nay hai anh em mình đang lạc vào một bản làng của người dân tộc Tày các bạn ạ. Anh em mình sẽ vào đó và xem cuộc sống thường ngày cũng như là sẽ làm một món ăn truyền thống của người dân tộc Tày nhé. Một món ăn rất là đặc biệt của người dân tộc Tày. Xin mời các bạn hãy theo chân anh em mình để trải nghiệm cuộc sống cũng như là những cái ẩm thực của người Tày như nào các bạn nhé. Phía sau mình đây là một bản làng của người dân tộc Tày các bạn này. Một cái cánh đồng, phía sau xa xa là một dãy núi và những cái cánh đồng ruộng rất là rộng lớn. Xin mời các bạn hãy theo chân anh em mình. Đây khi mà mình dẫn bạn My vào cái khu vực gần nhà bạn Quỳnh ấy các bạn ạ. Hai ba anh em và cũng một số anh em ở nơi xa nữa có dịp là ghé thăm một nhà anh em của bạn Quỳnh đó. Nhà sàn thì sẽ thực hiện một số món ăn rất là đặc biệt các bạn nhé. Bây giờ anh em mình sẽ đi bắt vịt. Đó, đây là con đường đi bắt vịt này các bạn này. Hai con hôm nọ bốn anh em mình đã ăn hai con rồi. Hôm nay phải đông như này thì phải hai con. Em ăn hai đùi á. Ăn thịt béo. Đây là bạn Quỳnh áo đen này các bạn này, còn bên này là My. Ba anh em mình. Đây là cả tem hôm nay đi đây. Ủa, bằng này đi vào nhà người ta mà bắt vịt thì chắc là người ta khiếp lắm. Bắt hết cả đèn, cả đàn luôn. Bắt vịt không được thì bắt em. Đây, Quỳnh với My lao xuống rồi, nghe thấy tiếng vịt lao xuống rồi. Hai con vịt rời lao theo đàn vịt bạn. À, đây là chú này sẽ có một cái trang trại vịt các bạn ạ. Để những cái lều này. Đó, kia một đàn vịt kìa. Đàn vịt trong kia. Đi vào cho hai em ơi. Cẩn thận ngã nhá. À, có cả ao này các bạn. VAC đó. Vườn ao chuồng. Wow, chú bắt cho hai con to to một tí nhá. Lý bắt đi. Lý cầm một con. Đấy, bạn Vi cầm một chú rồi. Vịt đực đấy Mi ạ. Em là vịt cái, còn con này con vịt đực. Có khỏe không? Có khỏe không? Đấy, Quỳnh một con, Vi một con. Con đuôi cho con về chú Việt. À, chú lấy cái con vằn này này, con vằn chạy sau nhất, gần như sau nhất đấy, con đứng đầu tiên con vằn đấy, con cái nó mới ấy. Con cái. Vâng. Con kia đang đẻ. Hả? Con kia đang đẻ thôi. Đó, thằng nào? Đang đẻ. Một trong hai con vằn này này, chú bắt hộ cháu. Mấy con chưa có được gì, từ kia để nhìn đẩy. Bỏ đi Quỳnh. Bao bắp. My một con, Quỳnh một con các bạn ạ. Con nào biết làm món gì đấy? Biết làm món gì? Đi Quỳnh đi trước đi Quỳnh. Ờ, anh em mình sẽ let go đi về thôi. Có vịt ăn rồi. Trước anh em mình cũng làm một món vịt đấy các bạn.
Người Tây trên này thì hay ăn vịt lắm các bạn ạ. Dạ. Nhà nào cũng vui vịt. Mà cái món cỗ thường ngày thì lúc nào cũng có món vịt các bạn nhé. Này đồng chí làm. Thôi để anh đi, anh hẵng. Cái canh mới làm luôn đúng không? Canh thì chịu rồi. Mình chọc thì mình chọc. Mình biết nhiều lông đấy gì. Hả? Đó. Cái chỗ bắt vịt về đến nhà Quỳnh cũng tương đối là xa. Của anh tìm áo của anh. Hai đứa đã mỏi chân chưa? Tối nay đứa nào mỏi chân thì anh bóc chân cho nhá. Tốt quá. Chứ chưa gì đã mỏi rồi, em My đã mỏi rồi á. Không, anh bóp thì em mới mỏi. Thế là càng bóp lại càng mỏi à? Ôi. Thôi thì tối nay bóp chân cho mình. Người cầm một tiểu đội anh em mình đi cùng nhau các bạn ạ. Bao gồm có kênh Gái Bản, kênh Rubathan, còn kênh YouTube ở trên Tây Bắc Chú Bình thôi. Anh em hôm nay cùng nhau đi quay và thưởng thức món ăn. Ôi cái hoa này ăn được đấy. Mì đã bắt đầu nhổ lông dần rồi. Anh cái này phải cá cặp là 3,5. Cái truyền thuyết thì nhỉ? Em di chuyển ra sân giếng em ạ. Sân giếng để sơ chế các bạn nhé. Đây là lớp nhà sàn của người dân tộc Tày trên mình ở đây các bạn. Đó nhà sàn truyền thống, bên trên thì lợp mái cọ, bên dưới là gỗ. Gỗ toàn gỗ trên rừng thôi. Các ông cha đã lấy từ thời xưa rồi đó các bạn. Đâu, trứng gì? Trứng gà á? Trứng gà. Đây ốc. Em cầm lên cho ốc cho. Không phải ốc đâu, trên này em sao ốc được, chắc mới đẻ, chưa đẻ hết lứa đâu. Đây này các bạn này. Gà đẻ ngay trên chậu hoa nữa. Được 2, 4, 6 quả cái không phải. À 2, 4, 5 quả. Mi sạch phết nhỉ. Trông mặt bẩn bẩn mà sạch sẽ phết, rửa chân lâu ghê. Mặt bẩn bẩn. Hơi bị xinh đấy các bạn ạ. Xinh là mình vẫn chưa có người yêu này. Chưa có người yêu à? Ok, sẽ dán người yêu hãy đến đây đi. Dán link Facebook của Quỳnh và Mi lên để các bạn có thể liên lạc nhá. Gà đại Quỳnh rất là eo ót các bạn ạ. Em số cân mà. Sao là... nhìn mặt là sáng hơn, xinh gái. Thi sắp xong chưa? Em thi xong rồi. Thi xong hết các môn gì á? Chưa, em thi mỗi môn của môn đề chung của trường thôi. Em cũng làm được bài. Ui dồi. Em khoanh vừa hết. Khoanh vừa hết tất cả. Liệu anh thấy suốt ngày học thì đấy. Đâu? Học cả sáng cả chiều thì cũng không làm được bài á. Ôi nó không vào đúng đề ấy. Đấy. Em đi ra cửa phòng thi thì ai cũng kêu bảo là cái bắp này tí làm món gì ạ? Nước chanh à? Nước chanh đi xong nó cho vào để vẫn ấy được. Tôi chưa được mấy nước rồi. Em chỉ được một nước. Một nước là được, bởi vì là cái nó thành bắp này rất là sạch. Đây được Chí Tú kênh Gái Bản đấy các bạn này. Đấy, đang pha chế để chuẩn bị cắt tiết hãm tí canh. Quỳnh xay chuối. Xay chuối này là xay chuối cho gì đấy, lợn hay là gì em? Lợn gà đúng không? Ăn gà lợn. Nhân Huyền có không? Gà này trộn với cám đấy các bạn, cám ngô đó. Trộn cái chuối này vào, băm ra, rắc cho nó ăn. Lợn thì nấu thành cám. Quỳnh thì đảm lắm các bạn ạ, việc gì cũng biết làm. Mấy quả ăn bảo chế tối lên. Này thì còn đi đây, nhà em ạ. Chưa ăn tối. Mấy mấy con lợn. Mấy chục con ngàn. Đấy, con bảo chị.
Đúng anh để ở nhà. Ôi, chị gái nữa. Ây giời ơi, chị khó quá nhỉ. Thôi để bà làm cho. Đi đi con đi làm gì đi, đi. Đang quay à? Đang quay gì á? Đấy, bạn nào mà về quê hương mình nhá, mà có yêu thương mà muốn làm rể ở trên Lục Yên thì rất tuyệt vời đấy các bạn ạ. Cao giáo xinh xắn này, xong là đảm đang, được gì cũng biết làm. Sau video mình sẽ nhấn cái đường link Facebook của em Quỳnh cũng như là MV lên để các bạn có thể làm quen nhé. Sao đâu, giờ không bắn đâu. Ồ, quay lên YouTube nó quá, Facebook quá đấy. Ủa, quay đâu? Quay một tháng. Anh Tú gái bản đang cắt tiết vịt các bạn ạ. Anh cắt tiết vịt thì cái đấy cộng đồng YouTube không cho phép nên mình không quay được các bạn nhé. Một lát nữa mà món tiếng Anh thành thì mình sẽ quay cho chê biết. Này gà đấy các bạn này, nhà cô chú nuôi được rất là nhiều gà, đến giờ ăn rồi nó bâu hết vào Quỳnh rồi. Quỳnh có sức hấp dẫn đối với cả gà nữa, không chỉ là người mà cả gà cũng bâu vào Quỳnh. Đấy, em Quỳnh vào một tem nữa, đang nhổ lông vịt các bạn ạ. Tường, nghệ sĩ Tường, nghệ sĩ sáo trúc Việt Nam. Đấy, đồng chí Tường đang chặt củi thì anh em mình xây chế biến món thứ nhất là món nướng này, thứ hai là tiết canh, lòng thì sẽ làm lộm với cả chuối các bạn nhé, thân cây chuối non đó. Còn đây là món tiết canh này. Đó, tiết canh này đây vừa cắt đây rồi, chắc chắn là sẽ thành công rồi. Đây các bạn này, đây là một cái cuộc sống của người dân tộc Tày trên cái vùng núi trên mình các bạn nhé. Địa chỉ là Lục Yên, Yên Bái các bạn ạ. Cô đang xay chuối đây, vừa quên bổ chuối ra để cô xay, xay chuối chăn gà luôn, rất là nhiều gà các bạn ạ. Ở đây thì đa phần là tự cung tự cấp, tự chăn nuôi, tất cả các sản phẩm làm ra thì để mình tự cung tự cấp luôn các bạn ạ. Rất là cuộc sống rất là thanh bình, nhẹ nhàng lắm. Anh em mình hôm nay làm món ăn thì cũng là khá là muộn, mới bắt đầu tiến hành làm các bạn ạ, nên trời cũng đã sẩm tối rồi. Mấy anh em ở bên dưới thì đang nhặt lông vịt, mình sẽ quay một chút cái cuộc sống của người dân tộc Tày trên mình các bạn nhé. Đây là một gian bếp các bạn này, đó. Gian bếp có một cái bếp lửa ở bên giữa cái phòng này. Đó là một truyền thống đấy, từ trước đến bây giờ luôn đấy các bạn ạ. Mình, kênh mình thì review rất là những ngôi nhà sàn hiện đại, nhà sàn xây rồi. Và cũng đã không có một cái nhà sàn truyền thống nào. Thì đây là nhà sàn truyền thống đấy các bạn nhé, từ rất là lâu đời rồi. Mình sẽ đi lên trên nhà một chút. Mình ho quá bạn ạ, mình đang cảm cúm các bạn thông cảm nhé. Đây là các anh em nó bên dưới đang chế biến thịt vịt bạn. Còn đây là bên trên gian trên nhà. Đó. Cái ngôi nhà này thì có bạn Nam, bạn ấy làm cả mô hình nhà sàn nữa các bạn ạ. Đợt trước mình đã quay cho các bạn rồi. Có một cái clip là uống rượu ở trên bàn đấy và nghe tiếng sáo của bạn Tường đấy các bạn ạ. Bạn Tường này thì thổi sáo rất hay, vừa làm sáo này, vừa làm những mô hình nhà sàn như trước mặt các bạn đang nhìn đây. Còn đây là những cái cây sáo các bạn này, rất là to, những cái cây sáo này hơn cả 2 mét luôn. Trước mình cũng đã nhờ bạn Tường bạn thổi để các bạn lắng nghe rồi.
Sau những buổi học căng thẳng này, cuộc sống bên ngoài rất là nhộn nhịp và bon chen, thì sau khi mà trở về cái mái nhà của người dân tộc Tày thì các bạn có thể cảm nhận được rồi, cái hơi ấm rất là nồng nàn từ bếp. Mình sưởi bếp đây, không khí se lạnh của núi rừng Tây Bắc mà sau khi đó mình chất bếp lên và hơ ấm này thì rất là tuyệt vời các bạn ạ. Cuộc sống ở đây nó yên bình lạ lùng luôn. Đi đâu thì cũng sẽ muốn về nhà thôi. Hôm trước ấy, mình có đến quay một clip đến thăm nhà Quỳnh thì cũng rất là nhiều bạn quan tâm đến Quỳnh. Quỳnh ạ. Quỳnh rất là nghị lực bạn ạ. Một mình sống ở nhà bà ngoại cũng gần với em nhỉ? Bà ngoại em cũng gần nhà em nhỉ? Bà ngoại hay bà nội nhỉ? À bà nội à, đó. Thì bố mẹ và anh trai đi làm xa, làm tận dưới Hà Nội ấy. Thì thường ngày Quỳnh đi học cũng như ở nhà, còn tối đến thì xuống nhà bà nội ngủ. Cái món đỗ này rửa sạch đi xong là thả ấy ra em ạ. Bây giờ thì mình xào với lòng vịt nhỉ? Cũng khá là muộn rồi, vừa nãy anh em mình được thực hiện nướng bạn ạ. Bếp đây đun củi để nướng mà muộn quá rồi, sợ không kịp. Thì có lẽ là sẽ luộc vịt làm tiết canh và lòng thì xào thôi, ăn đơn giản thôi. Chủ yếu là video này mình hướng tới cho tất cả các bạn là cuộc sống của người Tày trên Tây Bắc mình như nào. Cuộc sống thường ngày đó các bạn. Đờ, rất là đặc biệt các bạn này. Đây là một cái chõ xôi các bạn nhé. Chõ xôi được làm bằng gỗ này. Đấy, rất là hay. Sắp đến Tết Nguyên Đán rồi đấy. Thì còn... sắp đến Tết Nguyên Đán rồi thì là bánh chưng ấy, 30 Tết là bánh chưng ấy. Ừ, đúng rồi. Đun bánh chưng lên đón giao thừa. Quỳnh Tết đông vui nhỉ. Bố mẹ với anh trai về. Em đang học gói bánh. Ơ Quỳnh học gói bánh á? Dạ. Em làm thôi, em gói được nhưng mà gói xấu lắm. Thế là ở trên mình dân tộc Tày mình là thường thường là gói mấy loại bánh em nhỉ? Bánh vuông cũng có này, bánh gù cũng có này. Nó còn có loại bánh loại dài dài em biết tên. Dài bánh gù đấy, dài dài xong nó hơi gù gù lên này. Đấy, nó tập là loại bánh dài bằng này cơ, nhà ngoại em hay. À thế à. Dài đấy. À. Bánh gì ấy, em quên tên. Rồi. Cái đấy sắn ra từng khúc tròn một giá mà ngon lắm. Mình ho quá các bạn ạ. Mình đang cảm cúm bởi vì cái thời tiết trên Tây Bắc mình đang rất là lạnh. Nhiệt độ hôm nay chỉ có dưới 10 độ C thôi. Ai cũng phải mặc áo rét hết đây các bạn này, cú thóc cũng mặc áo rét này. Nhưng mà Quỳnh thì vừa lại mổ vịt xong là làm gần bếp này nên là ấm. Mà có Quỳnh, sức khỏe Quỳnh cũng rất là tốt. Các bạn ấy sống ở trên cái môi trường lạnh này quen rồi. Mình cũng sống trên này thôi nhưng mà cái tại vì mình đi nhiều quá. Đi để làm những cái video thực tế cho các bạn. Dính mưa, dính nắng nhiều nên là cái cơ thể cũng rất là yếu. Vâng, và các bạn ơi, có lẽ là video của mình xin kết thúc tại đây. Mục đích của video này mình đem tới cho các bạn đó là cuộc sống thường ngày một cách yên bình nhất của người dân tộc Tày tại xã Yên Thắng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Các bạn sẽ được trải nghiệm cuộc sống hàng ngày, không khí trong lành yên bình đến lạ của người dân tộc Tày nơi đây. Về vấn đề ẩm thực mình chỉ nói sơ qua một chút thôi, không đi sâu về vấn đề ẩm thực Tây Bắc nữa. Và có lẽ là như các bạn đã xem video, các bạn đã cảm nhận được rồi. Nếu thấy video hay và có ý nghĩa thì các bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Và nhớ nhấn chuông bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo.